Em giới thiệu với các bạn về một cái dòng sản phẩm nữa. Dòng sản phẩm nữa là dòng gì đây? Ok, mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái dòng sản phẩm nữa, đó là dòng sản phẩm bom mạch chủ Asus. Bom mạch chủ Asus đó là bom mạch chủ Asus B85 Pro Gamer. Đây là một trong những dòng sản phẩm Asus nó đang được đáng chờ đón chờ nhất từ thế hệ hardware thế trước đó. Thì các bạn đã biết thì Asus là một trong những hãng sản xuất bom mạch chủ lớn nhất của thế giới. Nó là một công ty Đài Loan, nó nằm ở trụ sở Đài Loan, Taiwan, được chưa? Và các bạn xem đây là dòng bom mạch chủ cho dòng tín đồ gaming. Mặc dù bây giờ thế hệ CPU socket Z1151 thì nó đã ra đời rồi, nhưng mà dòng CPU socket đời Hardware thì Hardware 1150 ấy, thì nó vẫn là một trong những CPU một trong những dòng bom mạch chủ nó được tin người dùng tin cậy nhất, được chưa? Và các bạn đang xem trên này là hình ảnh về cái sản phẩm đó. Và ở đây là con CPU và dàn MOSFET, và dưới dàn MOSFET là đây là nguồn CPU L1L2LA đấy, đây là nguồn hỗ trợ cho CPU, và ở dưới này là dàn MOSFET, được chưa? Đó có các cánh tản nhiệt thiết kế rất hoành mẫu và bắt mắt với tông đỏ đen truyền thống của hãng Asus. Và các bạn xem ở bên cạnh này đó là một trong những khe cắm RAM. Ở CPU này nó sử dụng cái CPU đời Hardware thế hệ 1150 như là Core i7 4790K, phải không nhỉ? CPU 4790K đúng. CPU 4790K thế hệ Hardware 1150 các bạn gắn CPU vào đây, được chưa? Và bên cạnh này nó là một bốn khe cắm RAM, nó phải tống tối đa 32GB RAM, được chưa? Khi các bạn cắm RAM ấy, chú ý này, cắm RAM thì các bạn cắm khe màu cắm RAM, các bạn cắm một khe vào màu đen này trước ấy, các bạn khe thứ hai các bạn cũng phải cắm màu vào đen. A1 A1 B1 A2 B2, các bạn cắm A1 vào A1 A1 A2 B1 các bạn cắm khe, các bạn cứ hiểu năm nay này, các bạn cắm một hai thanh ấy, thì các bạn cắm sole, còn các bạn cắm bốn khe các bạn cứ tống vào thôi, tống vào đầy full thì thôi. Còn các bạn cắm sole, các bạn cắm hai khe, các bạn cắm sole, cắm bốn thanh, các bạn tống vào hết vào đầy full là thôi, được chưa? Còn VGA thì ở đây nó có một cái cổng VGA nó hỗ trợ với các bạn VGA, các VGA đời mới nhất các bạn, kể cả các bạn cắm 1050 ở đây nó vẫn chài nhận được nốt, được chưa? Pro gamer mà đấy. Và có các cổng kết nối ở phía sau này, nó là không có cổng. Hiện tại nó cái dòng này có cổng HDMI, cổng DSUB, cổng VGA nữa, được chưa? Và USB 3.0, 2.0, được chưa? Và cái thông tin đấy, đây này, nó hỗ trợ với các bạn CPU thế hệ thứ tư Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron, được chưa? Và chipset của nó là chipset B85 là dòng chipset như nào? Là nó gắn ở đây, đây là con chipset nó nằm ở dưới cái logo của Asus, nó đây là cánh tản nhiệt của nó này, được chưa? Đấy, nó sẽ gắn xuống đây. Còn memory nó là 4 khe RAM mắt 32GB RAM rồi, bớt 1600, được chưa? Bớt 1600. Nó hỗ trợ RAM EEC nhá, hỗ trợ EEC memory, được chưa? Và RAM fix đồ họa của nó nhìn theo đây là RAM fix và phát VI và HDMI này. Và các bạn nhớ mua sản phẩm ở đây, nó chỉ là giá của nó chỉ là 2.903.000 đồng thôi, được chưa? 2.903.438 đồng, được chưa? Các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 5% khi mua sản phẩm này. Đấy, các bạn sẽ xem thông tin sản phẩm. Đấy, thì nói chung là cái nếu bạn ở trong phân khúc tầm bình thường ấy, thì các bạn có thể là chạy cái dòng này. Dòng này bây giờ nó chưa là lỗi thời mấy, được chưa? Bởi vì là nó ở bên cạnh này nó có cổng SATA bên cạnh này đây ạ. Đấy, cổng này. Đây đặc biệt là nó hỗ trợ CPU với các bạn là 8 khe 8 chân CPU này. 8 chân ấy thì các bạn có thể cắm 4 chân cũng được nha, mình thử rồi, cắm 4 chân là vẫn được. Nếu các bạn không xài cả đồ họa mạnh ấy thì cắm 4 chân CPU nó cũng chạy được. Không cần phải cắm 8 chân đâu. Cắm 8 chân ấy thì các bạn có thể là chạy những cả đồ họa mà nó lớn ấy, mạnh một chút ấy, thì các bạn nên cắm 8 chân để nó cung cấp đủ nguồn cho CPU hoạt động. Được chưa? Đấy, thường là main cao cấp là nó có 8 chân mà. Đấy, mặc dù bây giờ mình đang có một sử dụng một main 8 chân. Đấy, đây là dòng bom mạch chủ cho Pro Gamer. Trong phân khúc là 3 triệu các bạn nên đớp ngay anh này luôn. Đấy, các bạn xem đây này, đây là các cổng kết nối phía sau này. Đây là cổng PS2, cổng xuất ra bàn phím, cổng PS2 cho chuột này. Đây là cổng này tại sao nó vẫn đang được sử dụng, cổng bàn phím này màu tím này ấy, bởi vì cái cổng này nó tốc độ truyền khá cao, cho nên là cái cổ ngày xưa bây giờ nó vẫn được vẫn giữ lại phong cách để giữ lại một cái nét cổ xưa nào đó, cho nên là họ vẫn giữ lại thôi. Đấy, tất cả các hãng nhé, đời mới nhất Silex mới nhất hiện tại á, thế thứ 6 mainboard thế 61 Z1 có nghĩa Z151 đấy, thì nó vẫn giữ lại. Và cổng đây là cổng USB và cổng HDMI
nha. Cộng đây là cộng HDMI xuất cả hình và cả tiếng ở độ phân giải 4K. 4K là như thế nào? 4K là 4096 x 2160p. 4K ở độ phân giải trên đấy là 4096, ở dưới là 2160p, được chưa? Còn đây là VGA. VGA hiện tại nó tất cả các hãng mới hiện tại nó đều xuất ở định dạng là độ phân giải 1080 rồi. Ở những thập kỷ trước ấy thì nó cũng đã có, nhưng mà nó ở độ phân giải 340 lên 480 gì ấy, được chưa? Nhưng mà bây giờ nó hỗ trợ với các bạn độ phân giải 1080. Còn ở dưới này là độ phân giải DVI, nó cũng thế, nó cũng hai cái cổng này là không xuất hiện được cổng tiếng nhá. Chỉ xuất hiện được hình thôi. Bên này có bốn cổng USB 3.2.0, có hai cổng USB 2.0 ở đây là Gigabit LAN, LAN mạng ấy. Đây là cả âm thanh sao xiếc. À, mình giới thiệu qua với các bạn một chút này, lúc nãy không nói rõ. Đây là cái cổng âm thanh này. Đây là âm thanh. Khi các bạn chơi game ấy thì cái âm thanh này nó sẽ xuất cái, các bạn nhìn rõ cái màn hình không? Khi chơi game ấy thì cái âm thanh ở đây ấy, nó sẽ xuất cái tiếng nghe cả tiếng bước chân của các bạn đang đi đó. Cọc 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 cọc. Đấy. Đấy. Đấy, cái này nó đi cọc 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 cọc. À, thích lắm. Đấy. Đây là Pro Gamer. Các bạn nếu mà các bạn thích trong phân khúc khoảng tầm 2.9-3 triệu. Nói chung các dòng H170 ấy, hoặc là các dòng trong phân khúc Select thế mới ấy, thì nó cũng trong tầm giá đó, nhưng nó sẽ không có những tính năng của gaming như thế này, các bạn lưu ý nhé, không có tính gaming của như nào, bởi vì nó được trang bị cái con tụ, đây là con tụ hỏa là tụ, tuy rằng tụ hỏa chất lượng của nó không được bằng tụ rắn, nhưng mà cái chất lượng âm thanh của nó nghe sẽ tốt hơn là tụ rắn các bạn ạ. Các bạn chú ý cho mình nhé. Cái tụ hóa ở trên mainboard ấy, tại sao bây giờ nó vẫn lại có tụ hóa, mặc dù cái tuổi thọ tụ hóa nó sẽ không được cao hơn so với các tụ rắn nó ở đây này. CPU ở bên cạnh con CPU nó có tụ rắn này, tụ rắn là một cái tụ có chất lượng cao của Nhật Bản. Đấy, đây là nó tụ rắn đó. Giúp cho cải thiện cái tốc độ của chúng ta khi các bạn làm mệt suốt ngày suốt đêm. Còn đây là nó vẫn giữ lại cái tụ hóa, lý do giúp lại tụ hóa là nó để nghe cái chất lượng âm thanh tốt hơn. Các bạn lưu ý nhé. Ở chỗ nào có cái tụ hỏa thì đó là do cái cảm âm thanh Lintech ở bên cạnh. À sao mắc rồi, Lintech là của cạc mạng nhé. Nhầm, đôi lúc của Lintech nó cũng chạy cái cạc âm thanh, đôi lúc Lintech nó cũng chạy cạc mạng. Cái đó thì các bạn cũng xem được rồi. Nhưng mà đây là nó nghe chất lượng âm thanh tốt hơn thì nó sẽ chọn cái tụ hỏa, lưu ý cho mình. Rồi, các bạn có thể cắn hai cạc màn hình. Cạc màn hình ở đây 3.0 thì tốc độ của nó là 16 bit. Khi các bạn gắn hai cạc màn hình ở đây ấy, thì ở đây nó chỉ là 2.0 thôi, các bạn chú ý nhá. 2.0 gắn vào thì nó sẽ giảm tốc độ của nó xuống chỉ còn 8 bit thôi. Lưu ý này, anh em lưu ý nhá. Ở đây là cạc màn hình 3.0 và cạc màn hình 2.0, đây này có nó chỉ có đến đây này. Thì gắn một cạc ấy thì nó ở 16x, còn gắn hai cạc vào chạy đua channel, người ta gọi là Rockfire hay là SLI ấy, thì nó chỉ ở chế độ 8x mà thôi. Được chưa? Giống như các bạn gắn một thanh RAM bớt 1600 với một thanh RAM bớt 133, khi gắn hai thanh này vào ấy thì nó chỉ nhận ở bớt 1333 GHz thôi. Tại sao? Bởi vì các bạn có biết không, các bạn có học được một cái định luật gì không? Những thứ nó chỉ cho đi được mà nó không thể nhận lại được. Có nghĩa là như thế nào? Ví dụ như cái phần cứng của các bạn này, các bạn chỉ có một thanh bớt 1600 với một thanh bớt 133, thì nếu mà tại sao tôi có thể đẩy lên bớt 133, bớt 1600 được, tôi có thể dụ giảm xuống được thôi chứ. Được chưa? Tôi có thể điều chỉnh giảm bởi vì phần cứng của tôi không hỗ trợ, bởi vì phần cứng của tôi chỉ hỗ trợ bớt 1333 GHz, tại sao tôi có thể đẩy lên bớt 1600 được cùng với cái thanh bớt 1600 được. Cái thanh bớt 1600 nó sẽ trừ đi, nó sẽ giảm tự động giảm cái điện tích của thanh bớt 1600 xuống bớt 1333 GHz. Các bạn gắn nhầm bớt là nó sẽ giảm bớt xuống, nó chỉ trừ đi thôi, nó không thể thêm vào được. Bất đắc dĩ là nó chỉ trừ đi thôi, nó không thể thêm vào được. Một cạc là một cái khe cắm cạc màn hình nó chỉ 2.0 thôi, không thể thêm vào thành 3.0 ở bên này được, nó phải giảm 2.0, 3.0 ở bên này xuống còn 2.0 thôi, được chưa? Đấy, một điều rất hay. Đấy, mình lại giới thiệu vấn đề sâu xa về cái mainboard một chút. Rồi, ok, anh em nào quan tâm đến sản phẩm, các bạn có thể xem và mua sản phẩm ở đây là mời mức giá 2.903.438 đồng. Đây, mua trực tiếp ở đây nó sẽ ship cho các bạn. Mà các bạn muốn nâng cấp ấy, khi các bạn nâng cấp ở các bạn phải chính xác là CPU của bạn là CPU dòng HVL đó. Dòng HVL là nó là dòng socket 1150. Được chưa? Dòng RAM là dòng RAM DDR3. Đây là một đặc biệt chú ý này, các bạn phải chú ý, cực kỳ chú ý cho mình là thường ấy nó chạy ở, các bạn phải chọn đúng CPU, đúng với main là ok rồi. Còn RAM ấy thì phải RAM DDR3. Được chưa? Còn các thứ khác ở trên main thì gắn vô được tất, trừ các ổ cứng IDE thế hệ cũ. Được chưa? Nhưng mà ổ cứng SATA hiện nay các bạn gắn được tất. Được chưa? Đấy, nó chỉ có hai vấn đề đó thôi. Và nguồn nữa, nguồn các bạn có thể gắn cái nguồn bình thường cũng được nếu bạn không chủ cả đồ họa này. Gắn nguồn mà nó chỉ có 4 chân ấy
thì cái nguồn này nguồn cao cấp, và cái bên này bên cao cấp nó bốn có bốn chân cơ đấy, cho nên các bạn phải chú ý này. Nhưng mà gắn đủ nó vẫn tốt hơn, nó chạy bền bỉ hơn thì ạ. Rồi ok, đây là mình giới thiệu bên xong rồi nhá, chúc các bạn là cuối tuần vui vẻ. Ok.